sau khi Copa America 2021 đáng quên, có vẻ như Neymar đã muốn làm mới bản thân mình. Mới đây mấy bữa, ngôi sao 29 tuổi đã trình làng mái tóc dài tới ngang vai, tết theo từng tép nhỏ, được gọi vui là kiểu bạch tuộc hay là chổi chà gì cũng được. Chưa dừng lại ở đó, trên Instagram, Neymar đã đăng tải bức ảnh cho thấy thu chơi xa hoa của anh bằng việc chụp một bức ảnh đang ngồi tạo dáng bên cạnh chiếc trực thăng hiệu Mercedes trị giá sương sương 10,5 triệu bảng và khoảng hơn 300 tỷ. Được biết, chiếc trực thăng được cho là lấy cảm hứng từ chủ đề về điện thoại di động của người chơi, bởi vì Neymar cũng là một fan cuồng của loạt phim DC và thật hú hồn khi biết rằng đó là chiếc trực thăng của Neymar. Không dùng để đi giải cứu thế giới giống như người chơi, mà nó chỉ là phương tiện để chở Neymar đến sân tập. Hòa nhau không bằng thắng sau cả hai lượt đấu, Boca Juniors đã phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu trước Atlético Mineiro trong khuôn khổ vòng 1/8 Copa Libertadores. Kết quả là Boca Juniors đã phải nhận thất bại 1-3 sau loạt penalty đầy cân não. Nhưng có vẻ như loạt ban này cực căng. Cho nên là sau khi kết thúc, mấy anh Boca liền nổi máu giang hồ. Hết giận xong với mấy anh trọng tài, băng giang hồ Boca liền quay qua, gặp ai là hốt người đó. Đỉnh nhất trong băng đảng Boca chính là đại ca Marcos Rojo. Khi mà đại ca Rojo một tay cầm bình cứu hỏa, nhưng anh lại không đi dập lửa, ai vậy mà anh còn cầm bình cứu hỏa để làm mình làm mảnh. Nhưng thật may mắn là cuối cùng cảnh sát đã xuất hiện kịp thời và dẹp loạn băng đảng Boca, chứ không thôi là tới công chuyện với mấy ảnh. Và kết quả của việc làm mình làm mảnh là cả đội Boca bị quân triều đình bế lên phường và có một đêm ngủ ngon giấc trong phòng tạm giam. Mà không biết là sau cái vụ này, anh em Boca có bị sức mẻ tình cảm gì không. Chứ lúc đi, huấn luyện viên Miguel Angel Russo của Boca Junior tuyên bố rất dứt khoát: nếu mà bị bắt, cả đội cũng bị bắt hoặc là không ai hết. Ngày xưa, Boca chỉ là khoai tây chiên thôi, còn bây giờ ai mà đụng vô Boca là mấy ảnh chiên luôn. Câu lạc bộ Betel vừa gây chú ý khi trình làng mẫu trang phục xuyên thấu đầu tiên trong thế giới bóng đá. Betel là đội bóng có trụ sở đặt tại phía bắc Yorkshire, nước Anh. Họ có nhà tài trợ là Hack Food, rất thích theo đuổi các ý tưởng táo bạo. Một trong những ý tưởng đó chính là việc cho ra đời bộ trang phục độc đáo nói trên. Điểm nhấn của bộ trang phục thi đấu này là nó hoàn toàn trong suốt. Bên cạnh đó, phía trước và phía sau trang phục là các mũi tên nhắm vào khu vực mà các cầu thủ nên lưu ý thường xuyên để tránh nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Kèm với đó là thông điệp ngắn gọn: đừng quên kiểm tra nhé. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm kêu gọi các cầu thủ nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Trước đó, Betel cũng từng giới thiệu mẫu thiết kế áo có in hình xúc xích, thịt xay, barbecue và cả món carrot thuần chay để khuyến khích việc ăn uống lành mạnh. Mấy ông này là cần gì phức tạp in hình này hình kia lên khuyến khích lành mạnh, chỉ cần một cái áo trắng thôi là đủ lành mạnh liền. Chàng trai năm ấy mà Man vô tích ruộng bỏ mới đây vừa khiến cộng đồng mạng phát sốt khi khoe thân hình với cơ bắp cuồn cuộn trong lúc tập luyện trong thời gian nghỉ ngơi ở Florida. Mặc dù đang trong khoảng thời gian nghỉ hè, nhưng Romelu Lukaku vẫn vừa chơi vừa tập. Tiền đạo 28 tuổi mới đăng tải những hình ảnh của mình lên Instagram cho thấy Lukaku vừa trải qua một buổi tập rất mệt mỏi với cường độ tập luyện khá cao. Lukaku cũng không quên khoe thân hình tuyệt đẹp của anh. Với màn show thân hình đầy nóng bỏng của người đẹp Lukaku, tin chắc là các Manu Sens sẽ khóc cạn nước mắt vì ngày xưa đã bỏ anh rồi, giờ thì phải hối hận. À, mà anh em nhớ rèn luyện thể dục thể thao ngay tại nhà mùa dịch nha, chứ coi chừng là mập đó. Sự nóng tính của Zlatan Ibrahimovic lại được khắc rõ nét qua màn thổ lộ mới đây từ Andy van der Meer, người từng sát cánh với Ibra trong thời gian từ năm 2001 đến 2003 tại Ajax. Theo lời chia sẻ của cựu tiền vệ người Hà Lan trên chương trình truyền hình VTPL của Hà Lan, cựu dân thủ 41 tuổi đã lĩnh đủ vì đùa cợt có phần thái quá. Mọi chuyện xảy ra khi van der Meer ngồi cạnh Ibrahimovic trên một chiếc xe bus trong lần cá độ đi thi đấu xa nhà. Sau một hồi trò chuyện thân mật, Ibrahimovic bắt đầu ngủ gật thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong khi đó, van der Meer vẫn tỉnh và bắt đầu suy nghĩ trò để chơi khăm Ibra. Gây sốc ở chỗ, van der Meer đã hôn môi của Ibrahimovic trong khi mà anh đang say giấc nồng. Bất ngờ bị đồng đội khóa môi,
tiếng đáo ở Thụy Điển đã nổi khùng mà ngay lập tức tát vỡ mồm Van der Meer. Trong cơn bực tức, Ibrahimovic còn định ăn tươi nuốt sống người đồng đội. Rất may là màn ẩu đả giữa hai người đã được can ngăn một cách kịp thời. Đúng là cha nội Van der Meer hết chuyện giỡn. Giỡn kiểu đó, Ibra không đá cho mấy cước là may rồi đó. Bỏ nha anh, Van der Meer. Chết cha bây giờ. Zaniolo, hãy trả lời tôi đi, con trai anh sắp sinh đấy. Đó là dòng tích gây sốc mà tờ Corriere dello Sport đã giật tình trang nhất để tố sao trẻ của Roma, Zaniolo, rũ bỏ trách nhiệm làm cha. Càng sốc hơn nữa khi tờ nhật báo của Ý đăng ảnh của bạn gái Sara Scaperotta đang bụng chữa vượt mặt. Quen nhau cách đây vài năm, tiền vệ của Roma từ khiến nhiều đồng đội phải ghen tị khi có cô bạn gái xinh như mộng, vốn xuất thân là người mẫu. Thuở mới yêu, Zaniolo luôn yêu thương, hứa hẹn đủ điều. Bên em trọn đời, Lý Hải, vôn 8, vôn 9 đủ tất cả các vôn. Ấy vậy mà tới lúc cái bụng của cô nàng chà bá lửa, Zaniolo lại kiểu: "Ơ, anh chưa từng làm gì với em cả, mình mới nắm tay thôi mà, sao em lại có bầu được?" Sau chuyện này á, là mấy em gái mới lớn cẩn thận nha, lựa chọn người yêu cho nó chuẩn. Còn lớn nhưng mà cảm thấy khó quá, chỉ cho một cách đây. Mấy em gọi điện thoại nhờ ông ngoại của mình giúp á, là được ưu tiên, giống như hoa khôi gì đó. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Lionel Messi mới đây đã gửi thông điệp tới fan 100 tuổi có tên là Don Hernan. Chỉ bằng giấy và bút chì, Hernan đã ghi chép lại tất cả mọi bàn thắng của ngôi sao Barcelona trong suốt thời gian qua. Đoạn video clip ghi lại cảnh fan sống qua cả thế kỷ ngồi cặm cụi ghi chép do cháu trai Julian Mastrangelo chia sẻ trên TikTok đã tạo ra một cơn sốt tại Argentina. Xin chào ông Hernan, câu chuyện của ông đã khiến cho cháu thật sự cảm động. Đó là lý do tại sao cháu muốn gửi đến ông một cái ôm thật nồng nhiệt và cảm ơn ông vì những gì mà ông đã làm. Đó là những lời chia sẻ của Lionel Messi trong thông điệp tri ân gửi tới Don Hernan. Thật cảm động với những gì mà Messi dành cho cụ Don Hernan. Mong rằng huyền thoại của Barcelona sẽ thành công hơn ở mùa giải tiếp theo và thành công chinh phục 7 viên ngọc rồng để hoàn tất một bộ sưu tập mơ ước. Hay là bây giờ cảm cũng lấy giấy lấy bút ra ngồi ghi bàn thắng của Messi từ giờ đến khi anh giải nghệ. Biết đâu cũng được ảnh quay phim cảm ơn. Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya.